Hello hello, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel và mình là Thương Bình. Theo như yêu cầu của một số bạn thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách mà làm món salad tôm với lại quinoa. Quinoa còn gọi là hạt diêm mạch hữu cơ, hạt diêm mạch. Hạt này là một cái hạt nhập khẩu cho nên bạn có thể mua ở các cái siêu thị của nước ngoài nha. Một cái bịch này thì khá là mắc, chừng 250-300 nghìn, nhưng mà thực ra là bạn nấu được rất là lâu. Một lần bạn chỉ nấu có một nhúng thôi, một vài muỗng thôi thì nó nở ra rất là nhiều. Thì hạt diêm mạch là một loại hạt rất là tốt, nó có chứa rất là nhiều protein, khoáng chất, chất xơ và các chất như là magie và kẽm. Nó giúp làm giảm cái sự oxy hóa, giúp làm giảm cái sự lão hóa của cơ thể bạn. Đồng thời nó rất là tốt cho những người mà ăn kiêng, những bạn nào muốn giảm cân, tại vì cái lượng tinh bột của hạt này rất là ít. Thì hôm nay sẽ là cách chế biến món salad hạt diêm mạch và tôm. Mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người tất cả các nguyên liệu mà mình cần sử dụng cho cái món salad này nha. Nguyên liệu đầu tiên đương nhiên là bạn phải có hạt diêm mạch rồi. Đối với hạt diêm mạch này thì bạn chỉ cần cho vào nồi cơm điện, đổ nước và nấu như là mình nấu cơm bình thường thôi nha. Đây là hạt diêm mạch, bạn có thể nấu một ít rồi bạn để vô tủ lạnh. Và bạn có thể xay dần, khi nào mà bạn cần dùng thì bạn lấy ra xài. Đối với tôm thì bạn có thể bóc vỏ ra, sau đó bạn ướp với một chút tỏi băm. Bạn băm một chút tỏi ướp với tôm. Một chút hạt tiêu. Và bạn có thể là ướp thêm một chút một cái hạt. Hạt này là hạt mix herb mà mình mua ở cái siêu thị, các bạn bỏ thêm một chút hạt nữa thôi cho nó có cái mùi hấp dẫn hơn. Và đặc biệt là bạn cho thêm một chút dầu ô liu. Đây là dầu ô liu. Và một chút muối. Sau đó bạn trộn đều lên và bạn ướp chừng 10 phút, 5 phút. Trong lúc mà bạn cắt cả cái nguyên liệu khác của salad thì bạn cứ để cho tôm của bạn ướp ở đây thôi nha. Và các cái nguyên liệu tiếp theo mà bạn cần chuẩn bị, thứ nhất là bạn chuẩn bị cho mình một quả chanh, chanh vàng hoặc là chanh màu xanh. Chanh màu vàng thì mình thích hơn bởi vì là mình có thể chà cái vỏ phía ngoài mà trộn chung với salad thì nó tạo ra mùi rất là hấp dẫn. Một cái nửa trái bắp, hai nhánh cần tây, hai củ, hai trái cà chua, mình là củ là hai trái cà chua, ớt chuông. Bạn có thể là dùng một nửa trái ớt chuông cũng được, nhưng mà mình muốn nó màu mè hơn nên mình dùng một trái ớt chuông màu vàng và một trái ớt chuông màu đỏ, và một nửa cái củ hành tây. Và đối với trái bắp thì bạn có thể là cắt hạt ra, xong đó rồi đó bạn luộc sơ lên thì nó sẽ mềm và ngọt cái hạt hơn. Và một cái nguyên hai cái nguyên liệu cuối cùng đó là bạn chuẩn bị một ít dưa leo và ngò, cái này là ngò rí. Rồi, đối với những nguyên liệu này thì bạn chỉ cần là cắt nhỏ và để vào một cái tô lớn, rồi sau đó mình sẽ pha hỗn hợp và trộn lên thôi. Đối với cần tây, bạn có thể cắt thành từng khúc nhỏ như vậy. Đối với các loại củ quả này thì bạn có loại nào bạn có thể mix loại đó, nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ là những cái loại nào mà có độ giòn và ít nước hơn thì nó sẽ làm cho cái món salad bạn dễ ăn hơn. Bạn chỉ cần là cắt nhỏ ra thành miếng nhỏ vừa ăn như vậy nha. Và tất cả các nguyên liệu đều cắt y chang như vậy, bạn cắt hành tây cũng y chang như vậy. Thank you.
Đối với cà chua thì bạn nên moi bớt, lấy nước và lấy ruột ở bên trong ra thì nó đỡ làm cho cái salad bạn bị ướt. Đối với dưa leo thì bạn nên giữ cả vỏ như vậy. Giữ nguyên cả vỏ thì nó sẽ giòn hơn và chỉ cần cắt hai đầu đi thôi, rồi bạn cắt từ cái trái dưa leo ra. Hạt bắp khi mà bạn đã luộc lên rồi, bạn cho hết vô đây luôn. Và bạn hãy băm một ít ngò. Xắt nhỏ một ít ngò ra. Và hạt quinoa sau khi mình nấu bằng nồi cơm điện xong thì nó sẽ ra như vậy. Hạt mềm, quinoa của mình mua là loại hạt mà tất cả các màu nó mix với nhau. Thấy ha. Và bạn sẽ cho cái quinoa vào cái hỗn hợp rau củ mà hồi nãy mà bạn vừa cắt. Sau đó bạn cắt một nửa quả chanh vàng. Và vắt chanh vào trong cái hỗn hợp này. Sau đó bạn cho thêm một chút tiêu. Và một muỗng dầu ô liu. Rồi bạn trộn tất cả lên. Nếu mà bạn thích chua hơn thì bạn có thể nặn thêm chanh nữa. Và mình rất là thích cái vỏ của cái chanh vàng này bạn. Mình thường cà cà khi mình ít cho nó tăng cái vị của cái chanh. Vậy là mình đã trộn xong cái phần hỗn hợp hạt quinoa với các loại rau củ. Nếu mà bạn muốn nhiều chanh hơn, bạn có thể là thêm chanh vào nha. Sau đó mình cho thêm một chút muối. Thank you.
trộn đều lên. Vậy là mình đã xong cái phần mà trộn các loại rau củ rồi. Bây giờ mình sẽ tới cái bước chế biến tôm. Đối với cái tôm này thì hồi nãy mình đã ướp sẵn với dầu hô liu rồi, nhưng bạn không cần để gì vào chảo hết. Bạn chỉ cần làm cho cái chảo bạn nóng, thịt nóng lên. Sau đó bạn cho hết tôm vào, tôm và cái hỗn hợp hồi nãy mình ướp ạ. Mình cho nó hơi chín tái một mặt rồi mình cho lật qua cái mặt kia liền. Cố gắng để lửa nhỏ để mà tôm nó không bị cháy nha. Nước từ trong tôm nó sẽ ra và nó tự làm chín nó luôn, cho nên bạn không cần phải bỏ thêm cái gì hết. Và đặc biệt là mùi tỏi cuộn với mùi dầu ô liu sẽ rất là thơm. Bạn nhớ là đảo qua đảo lại thường xuyên, hoặc là trở qua trở lại con tôm để nó không bị cháy cái mặt dưới. Và sau khi tôm chín thì bạn chỉ cần xếp tôm ở lên phía trên cái bề mặt salad của mình nữa là xong rồi. Vậy là mình đã hoàn thành món salad tôm và quinoa. Nhìn hấp dẫn không mọi người? Rất là hấp dẫn luôn ha. Vậy là mình đã hoàn thành món hạt salad, hạt quinoa và tôm rồi đó mọi người. Cái bowl này, cái tô này nhìn rất là hấp dẫn và cực kỳ healthy luôn. Nếu mà bạn thích các video của mình thì hãy bấm nút đăng ký và bấm nút like để chờ thông báo về những cái bài tập tiếp theo nha. Hẹn gặp mọi người trong những cái video clip lần sau. Tạm biệt mọi người.